Thật hư, phía cô Sáu nhờ nghệ sĩ lớn lên tiếng, Lê Minh Giảng, Hòa Phương Lê, Bích Trâm. Quý khán giả đang theo dõi drama nhà nghệ sĩ Vũ Linh, trong những ngày qua, sau khi con cô Sáu từ Pháp trở về, thì lại râm ran nguồn tin, phía bên cô Sáu không còn cách nào binh cho vụ kiện sắp tới, vì với những gì tòa đưa ra, đó là đi tìm chữ ký vào năm 1992, để so sánh với chữ ký của nghệ sĩ Vũ Linh, mà họ cho là không đúng với chữ ký trong giấy khai sinh của Hồng Loan, cũng như là giấy giao nhận con nuôi. Coi như mò kim đáy bể, vì thời điểm đó cho đến hôm nay cũng đã trải qua 30 năm, cô Sáu tìm đâu ra. Và hết đường binh, thì gần đây đã gửi thư cầu cứu, nói Hồng Loan đuổi mẹ con cô Sáu ra khỏi nhà, nhưng đã bị cơ quan Hà Nội bác bỏ. Nay vẫn chưa thôi nguôi hy vọng, lại bày thêm kế đó là nhờ những nghệ sĩ lớn tuổi lên tiếng nói Hồng Loan chỉ là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nguồn thông tin này viết như sau, nghe đồn là mẹ con ve lại làm phiền cô chú trong nghề, lên tiếng về việc bé móm không phải là con ruột của cố nghệ sĩ, thánh thần thiên địa Lý ơi, bó tay chấm com. Nguồn tin này cũng có cơ sở lắm, vì kiện bác bỏ giấy khai sinh còn được nữa mà, huống hồ gì là con nuôi, con ruột. Có thể nói đây là tuyệt chiêu mới, nhờ nghệ sĩ lớn lên tiếng, nếu thật sự có nghệ sĩ lên tiếng, thì mẹ con cô Sáu, mặc dù biết không thể nào hưởng được gì trong tài sản của anh Năm, vì con nuôi hay con ruột miễn hợp pháp là được. Nhưng mà cũng đã thay mặt cô Sáu nói lên nỗi lòng của gia đình cô Sáu, đó là tranh giành tài sản với con nuôi, chứ không phải là con ruột của anh mình. Như vậy đỡ quê hơn, nhưng mà cho đến thời điểm ngày hôm nay, vẫn chưa thấy một nghệ sĩ lớn tuổi nào lên tiếng cả. Vì chính những nghệ sĩ lớn tuổi còn không biết Hồng Loan con nuôi, con ruột của cố nghệ sĩ nữa, thì làm sao mà lên tiếng thay cho mẹ con cô Sáu. Vì những bằng chứng, khán giả nhìn thấy được, đó là Hồng Loan có những đặc điểm vô cùng giống nghệ sĩ Vũ Linh, như ông thường hay ra mồ hôi, lúc nào cũng lấy khăn giấy lau mặt, Hồng Loan cũng có thói quen đó, tướng đi, cách nói chuyện cũng giống như tạc. Thì nói là con nuôi, khán giả cũng khó lòng chấp nhận, trừ khi nào chính cố nghệ sĩ nói ra sự thật. Hoặc ba mẹ ruột của Hồng Loan xuất hiện, thử ADN với cô, rồi thông báo, lúc đó khán giả mới tin thông tin đó là chính xác. Chứ hiện tại, rất nhiều nguồn thông tin chứng minh Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ, như nghệ sĩ Ngọc Huyền thốt lên khi cô đứng hát, nói sau giống anh Linh quá, ca sĩ Lê Anh Tuấn và nhà báo Hồ Thủy, một số khán giả nữa đều chứng minh như thế. Do đó, bây giờ mẹ con cô Sáu có cầu cứu ai cũng vậy mà thôi. Chính HB cũng đã từng nói rằng bây giờ Hồng Loan rất là giống mẹ em. Và bây giờ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa để mẹ con cô Sáu lật bài ngửa. Trong khi mới đây nhân vật chủ chốt bên cô Sáu là Thám Tử Lùn đã tự nguyện rút lui khỏi drama vì anh ta sợ dính vô pháp lý. Và trong ngày hôm nay, Lê Minh cũng hòa giải mâu thuẫn giữa Phương Lê và Bích Trâm khi hai bên những ngày qua khẩu chiến với nhau ác liệt. Không chỉ đem chuyện con cái ra đấu khẩu nhau mà so sánh luôn chồng bông hậu là ngôi sao hạng A, còn vợ chồng Bích Trâm là ngôi sao hạng B. Giải quyết giữa hai người phụ nữ, giữa Phương Lê và Bích Trâm. Đó. Thì Phương Lê, để em đọc, Phương Lê thì nói Bích Trâm là ghi đây này, đây là cái tên tết của Bích Trâm này. Đó. Ý Bích Trâm nói là Bích Trâm á, cái lúc mà còn thuận hòa với nhau á, thì Phương Lê là kêu nhỏ này ghi hoa hậu gì, kêu Phương Lê đây cho nó dễ đọc. Đó. Đây này, đọc nguyên văn nè. Em đọc nguyên văn luôn cho anh chị xem nha. Đây anh chị cứ xem đây này, đây cái này là mình đọc, mình phân tách chứ không phải là mình ấy ai đâu nha anh chị nha. Lê ơi, cái này là anh phân tách chứ không phải là anh đứng cửa giữa anh phân tách nha. Em đừng có lấy cái video này anh kiện anh nha Lê. À đây, cái này là cái màu vàng, cái ô màu vàng này là cái bình luận cái mà của Bích Trâm nó ghi nha. Lúc ngồi ngoài biển, chị hoa hậu là có nghĩa là Bích Trâm nó nói là Phương Lê đó. À, chị hoa hậu dụ mình lấy mỹ phẩm Nhật của chị về bán, rồi chị mình phải có chiêu like kiếm tiền tỷ như chị. Mình nói giá cao quá, có nghĩa là Bích Trâm á. Để em đọc hết rồi em nói luôn lần để cho mấy anh chị em hiểu. Dạ. Mình nói giá cao quá, chỉ nói giá để vậy thôi chứ bán bao nhiêu cũng được chấm chấm. Ủa chấm chấm, giờ mình mới hiểu Nhật nhưng không phải Nhật cười đó, cười đó, nó ghi vậy xong bắt đầu nó cười, con quỷ Bích Trâm này ghi xong nó cười.
Rồi, bây giờ mình nói lại bằng cái lời của mình nha, để anh chị em mình dễ hiểu. Ý có nghĩa là cái lúc mà chị em mà hòa đồng với nhau, chưa có chuyện gì xảy ra đó, thì cái cô hoa hậu là nói là Phương Lê đó, là muốn kêu Bích Trâm á là lấy mỹ phẩm của Phương Lê về bán. Nhưng mà con Bích Trâm á thì lại nói là cái mỹ phẩm của chị cao quá khó bán, ý vậy đó. Rồi cái chị Phương Lê mới trả lời là Phương Lê chứ quên nói chuyện Phương Lê nhỏ nghe em. Rồi Phương Lê mới trả lời là giá thì như vậy thôi, chứ còn bán mình muốn bán bao nhiêu cũng được đó. Rồi cái con Bích Trâm nó mới nói là giờ này nè, có nghĩa là giờ này mà khi mà cơm ông lành canh ông ngọt, chị em mất lòng với nhau rồi á, thì mới biết là mà giờ mình mới hiểu Nhật không phải là Nhật đó. Có nghĩa là Bích Trâm nó nói là cái mỹ phẩm của Bích Trâm là Nhật hay là không phải là Nhật là mới hiểu đó. Rồi cái đó cơ cái này tôi cũng không hiểu gì luôn. Qua phân tích của Lê Minh, khán giả hiểu rằng lúc Thuận Thảo, Bông Hậu cùng ở trong team Hồng Loan, họ có chuyến du lịch tại bãi biển ngoài Mũi Né. Trong khoảng thời gian này, Bông Hậu cũng đã kết nam nghệ sĩ ưu tú, nhưng chưa tiện ra mặt. Nên khi nhóm Hồng Loan hội họp mà có anh hai, thì cô sẽ tham gia. Thời gian đó chị, em rất là thân thiết, và khán giả không thể tin được đó là chỉ trong khoảng thời gian ngắn họ đã trở thành kẻ thù của nhau. Khán giả hãy nhớ lại thời gian lúc xảy ra mâu thuẫn, đó là Hồng Loan đã trả lại tiền bàn thờ khi phía anh hai đòi tiền. Và anh hai không nói không rằng đáp trả em gái, tại sao lại làm hành động đó? Anh và em cũng chỉ là con nuôi của ba thôi, nhưng không có nghĩa tình cảm của em lớn hơn tình cảm của anh dành cho ba. Qua status này, nam nghệ sĩ đã bị một làn sóng tẩy chay khi nói đụng chuyện vấn đề con nuôi. Con nuôi cũng có rất nhiều dạng, con nuôi trong nghề, con nuôi không được nuôi dưỡng từ nhỏ, nó khác nhau rất xa. Hồng Loan là con nuôi được nam nghệ sĩ đem về nuôi từ nhỏ xíu đến lớn, cho vô hộ khẩu gả chồng đàng hoàng. Nó khác xa lắm. Và từ đây phía bên Bích Trâm cũng đã cà khịa anh hai là người không biết ơn cố nghệ sĩ. Và khi nghe Bích Trâm đụng chạm đến chồng mình, Bông Hậu một cơn thịnh nộ nói vợ chồng Bích Trâm ăn chực. Sau đó là cuộc đấu một mất một còn, không còn chị, em. Lê Minh phân tích tiếp. Đó là stay. Rồi bây giờ Phương Lê viết một cái status như thế này. Trâm viết status, status mà STT là status đó anh chị. Trâm viết status nói mỹ phẩm Chao Mi mỹ phẩm tên Chao Mi hả? Cái tên khó đọc của anh chị, tên tiếng Anh, nói chung em không biết tiếng Anh cho nên em đọc vậy lỡ có sai chính tả anh chị thông cảm giùm em nha. Tại vì em không biết tiếng Anh. Trâm viết status nói mỹ phẩm Chao Mi không phải của Nhật, nhưng sợ không dám ghi đúng tên chị và tên thương hiệu. Tại sao? Là ý con Phương Lê nó nói là con Bích Trâm á, tại sao viết cái tên mỹ phẩm của nó mà không viết đúng tên rồi cái thương hiệu của Phương Lê gì đó, tại sao không ghi cái tên? Tại sao vậy? Đơn giản thôi Lê, cái chuyện này đơn giản lắm. Bích Trâm nó sợ em kiện nó chứ có gì đâu. Nó sợ em kiện nó. Là thí dụ như đụng tới vấn đề mua bán rồi doanh nghiệp này nó sợ em kiện cho nên nó ngu à, nó ghi đúng tên sản phẩm. Thấy không? Có nhiều đó không biết cũng hỏi nó thiệt, cũng đòi nhỏ này thiệt hết trơn. Nó sợ kiện chứ không nói gì đó. Anh trả lời chưa? Ừ. Thì nói chung là anh chị đồng ý không? Bích Trâm nó sợ kiện thôi chứ có sợ gì nữa. Đúng không anh chị? Cái gì nữa đây? Chao Mi. Trời, tên khó đọc quá. Cái gì chị yêu cầu Trâm là Lê Phương Lê là yêu cầu Bích Trâm đó anh chị, có bản lĩnh coi như là y như là hai người phụ nữ, mà phụ nữ ta nó phải mềm mại chứ làm gì mà bản lĩnh là đàn ông em, mạnh mẽ bản lĩnh đó, vô bản lĩnh đó, chứ còn phụ nữ là mềm mại chút xíu em nha, chứ đừng có bản lĩnh ô lại đây bộ tính đánh lộn hay sao bản lĩnh. Em nói giống như cái thằng ca sĩ Cà Lâm mấy bữa vậy đó, cái từ này là bản lĩnh đấy nè, y như ca sĩ Cà Lâm luôn á. Chị yêu cầu Trâm có bản lĩnh hãy viết lại status vừa đăng nói về mỹ phẩm Chao Mi không phải của Nhật dám không? Anh trả lời luôn cho ông nội nó cũng dám nữa, nó ngu quá. Anh em nghĩ sao tự nhiên sản phẩm của em là nói này nói kia, cái lúc mà em với nó nói chuyện đâu có ai làm chứng, đâu ghi âm ghi đồ lại đâu, bây giờ tự nhiên cái bắt đầu cái em kêu nó nói, ông nội nó cũng dám nói, nó đậu luôn á, đúng không quý vị? Bây giờ cái này mà mình đứng cứ giữa mình nói, mình phân tách ra, Trâm nó đâu ngu đâu, nó nói đúng không?
Bây giờ nó nói mí mí, ai hiểu hiểu được cũng hiểu thâu quá chứ. Đúng không? Status của Phương Lê, nói Bích Trâm có dám kêu tên mỹ phẩm của cô ta ra luôn không? Nói đi, thì em mới là bản lĩnh. Nhưng mà chính cô ta còn đôi lúc không dám kêu tên ba mẹ của Linh Tý và tên của Linh Tý ra mà, sau ép buộc Bích Trâm kêu thẳng tên mỹ phẩm cô ta ra. Có thể đấu khẩu qua lại được, nhưng mà chống phá mỹ phẩm hay công việc làm ăn người khác, trừ khi bạn có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ mới có thể khẳng định, nên Bích Trâm đâu có dạy gì mà đụng đến bông hậu. Những ngày qua Bích Trâm cay cú nhất bông hậu, đó là nói vợ chồng cô ăn chực, nhưng mà Bích Trâm cũng đã trả tiền 200 đô cho chồng cô ta. Dù lúc đó chồng cô ta nói rằng mình mời hết nhóm, anh bao. Vậy nói vợ chồng Bích Trâm ăn chực là có khác nào xúc phạm nặng nề vợ chồng cô. Nên Bích Trâm cũng đâu có vừa, bông hậu lên bao nhiêu status là Bích Trâm lên bấy nhiêu. Và không biết rằng Lê Minh nói hòa giải như vậy, bông hậu có còn lên nói vợ chồng Bích Trâm ăn chực nữa hay không tương lai không biết. Chứ hiện giờ cô ta vẫn còn ghim Bích Trâm lắm. Lúc này bông hậu rất thích nhóm Hồng Loan đụng vào cô ta, vì nếu ai đó dính bẫy, thì cô ta cũng sẽ không ngại chạm lại. Nhưng mà hình như phía bên Hồng Loan chưa đụng, thì phía cô ta đã chạm trước rồi thì phải. Như chuyện những Facebook của những người bên team Hồng Loan bay màu liên tục, và người mạnh tiền lực nhất chỉ có bông hậu mà thôi. Và quý khán giả hãy thử quay ngược lại thời gian. Lúc bông hậu còn bên team Hồng Loan, không hề có chuyện bay màu Facebook, mặc dù lúc đó đã đối đầu với phía cô xấu, nhưng từ ngày bông hậu rời team, bắt đầu phía Hồng Loan mới gặp sóng gió, vậy sự nghi ngờ của khán giả là có đủ cơ sở. Video chúng tôi phân tích đến đây là hết, xin hẹn video lần sau.